Vâng, một giai điệu rất quen thuộc phải không ạ? Để chúng ta hình dung ra âm thanh của cây U1H này, tôi nghĩ rằng là cơ máy cũng như là thương hiệu của Yamaha thì chắc chúng ta đã quá quá quen thuộc rồi. Vâng, thế nên rằng là tất nhiên chúng ta bắt đầu chi tiêu đến ngỡ như đàn U1H này thì tôi vẫn nói rằng là nó là một cái sự lựa chọn rất là yên tâm và hoàn hảo khi chúng ta không phải bỏ quá nhiều tiền ra để cho con em mình bắt đầu học đàn, nhưng cũng hoàn toàn nó không còn là những chi tiêu tiết kiệm nữa, tức là rất mức hợp lý trung bình và hợp lý và trung bình trong sử dụng đàn piano. Vì vậy nên các bạn nhìn thấy rằng là trong cái list đàn của MusicLine hay pianoart.vn thì cái lượng U1H luôn luôn là khá nhiều hơn so với các cây đàn khác. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.